Rồi, xin chào các bạn nha. Giờ là buổi chiều ngày 21 tháng 1 năm 2021. Một ngày rất là đẹp ha. Sáng giờ mình cũng giao lưu rất là nhiều rồi. Bây giờ mình tiếp tục sẽ lên một lô cây giáng long nhỏ. Cây giáng long này là năm ba rồi nha. Cây giáng long năm ba. Rồi các bạn thấy không? Mình tháo ghim ra rồi. Mình thay vào một cái chậu nho như thế này này cho các bạn đỡ phí ship nha. Cây mình là chuẩn hết rồi đó. Và bây giờ mình sẽ đo kích thước của cây. Những cây như thế này là các bạn tiện theo dõi. Bê ra chiều cao đi. Chiều cao 65 không? Rồi rồi, thấy rồi thấy rồi. Hầu đây bờ rộng. Rộng tán. Rồi, cao 65, rộng tán 50 nha các bạn. Rồi, BC vòng này cho người ta thấy. Xây nhanh lên cho mấy cái đoạn. Xây đều tay vô. Thấy cho nó nhanh. Đó, cây giáng long của mình rất là chuẩn ha. Chung chi chung tan. Năm chi một ngọn nha. Ui, 56 à, 6 nha. 6 chi một ngọn. Có những chi trên nhỏ nữa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quay cận cảnh bông búp nó nha. Đó. Bạn thấy không? Coi mình lật lá ra xong là bông búp nó rất là đều ha. Nhìn thấy rất là đều luôn. Đều lên cao luôn nè. Những cái này là có bông búp rồi nha các bạn. Chứ không phải mình không, bởi vì camera mờ ạ. Rồi trên ngọn có bông búp rồi, bây giờ mình sẽ quay từ trên quay xuống. Đó. À, các bạn thấy không? Quay từ trên quay xuống là rất là đều mà. Nhìn giống như là một cái tam giác luôn ha. Những cây như thế này là bán giá rẻ thôi nha các bạn. Các bạn mua về các bạn bỏ trên bàn trà mình uống nước mình vừa ngắm hoa nha. Rất là thú vị ha. Một cây giá rẻ thôi. Nếu chiều cao chậu 20 nữa, hồi nãy là 60 65. Chưa tới 1 mét nha. Tính từ đáy chậu lên tới ngọn chưa tới 1 mét, cho nên các bạn sẽ có tiền phí ship là nó nhẹ. Phí ship nó nhẹ nha. Mình không có ngại phí ship đâu. Đó, chậu rất là nhỏ, một người bê này. Chậu này một người bê thôi. Một người phụ nữ bê cũng rất là đơn giản. Này các bạn thấy không? Thân của cây này. Thân cây là nhìn rất là đẹp ha. Le lướt. Tây tàn chuẩn nha. Nhìn rất là khéo ha. Nếu nói về một cái cây đẹp thì không dám nói là đẹp đâu, nhưng mà dễ thương. Còn nhiều các bác, các chú, các tiền bối người ta làm rất là đẹp hơn nữa, nhưng mà coi như mình là như thế này thôi. Đẹp thì không dám nhận đẹp, nhưng mà dễ thương. Đó. Rồi, đây là cây số 1. Mình sẽ lên cây số 2 cho các bạn theo dõi ha. Rồi, đây là cây số 2 nha. Cây số 2 trong video ngày hôm nay. Rồi, bà xây một vòng đi cho người ta xem. Xây một vòng mà mình đo kích thước xem. Đó. Cái này là nem chi một ngọn nha. Đó không? Bộ đớ nhìn rất là đẹp ha. Cái này tuy nhỏ, thân nó như ngón cái mình thôi chứ mà năm ba rồi nha các bạn, năm ba rồi đó, già rồi chứ không phải mới năm ba đâu. Đó. Các gốc rễ gốc đế coi nhà mình rất là đẹp, nhìn nó dễ thương không, bông búp ha, bông búp rất là nhiều luôn.
Có nhiều khách người ta phân vân là người ta nói ủa sao vàng lé nhìn nó không đẹp, nó phú bông bấp mà người ta không thấy á, nên mình cũng lẹt ra luôn những cây mình lẹt ra để mình giao lưu cho nó rõ ràng. Rồi cây đây là cây số 2, đo chiều cao kích thước của cây luôn. Chiều cao cây 60. Rồi, tán rộng 50. Cái clip cây này nó giống giống nhau. Rồi, các bạn có yêu mến những cây như thế này hãy liên hệ đến số là 039407 1359 hoặc số Zalo 0849020390 nha. Rồi mình cũng sẽ kết thúc cái cây số 2 rồi lên cây số 3. Rồi đây là cây số 3 nha các bạn. Các bạn có thể thấy là những cây nhà mình nó giống giống nhau không? Đó. Gốc đế nó này. À, nhìn rất là quánh ha. Một cục luôn ha. Đó. Chứ nó cũng như con cái mình thôi. Chả có gì. Những cây tầm này thì nó nhỏ thôi. Được cái là thân cứng cáp đất lượng, dễ thương. Rồi bà đo thông số của cây chiều cao trước. Ồ, vẫn 60 à? Rồi rồi. Tán rộng. Rồi, thấy 50 rồi. 50 luôn. Rồi, cao 60, rộng 50. Rồi, sen bông nữa mình kết thúc cái này cho nó nhanh gọn. Bởi vì từ 5 cây mà. Lô 5 cây. Mình đã thay chậu nho nho như thế này cho nó tiện cho các bạn nha. Trong vấn đề ship cho nó nhẹ. Các bạn chỉ chịu tiền ship cho nó nhẹ nhàng. Rồi, hạ cây số 3 xuống mình lên cây thứ tư. Rồi, đây cây thứ tư nha các bạn. Rồi, bây giờ vòng cây đây. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sáu chi một ngọn nha. Rồi, đo chiều cao nó luôn. Chiều cao nhiêu? 70 hả? Rồi rồi. Đo tán rộng. Khoảng 50 à. Rồi. Những cái này là bông bắp như thế này nha. Cái này mình bấm gọn. Theo hướng là từ dưới lên trên. Các bạn thích bông bắp dày thì là có cái này nha. Đó. Đó mình mới thấy được cái dáng lông nó. Nhìn xe xe như một cái bức tranh ha. Một cái cây tiêu cánh dễ thương. Nhưng mà rất tiếc là mình không có điều kiện để mà mình thay những cái chậu men vào những cây này. Nói chung những cây giá rẻ thì mình cũng không có thay. Nếu khách hàng thích những cây này mua về thì khách hàng tự thay nha. Mình chỉ thay chậu để mà vận chuyển cho nhẹ nhàng ship của khách thôi. Và cũng đỡ tránh tình trạng là bó bầu nha. Bó bầu rất là, nếu vận chuyển xe rất là dễ suy cây á. Mình cũng rất là lo lắng cho khách hàng bên vấn đề đó. Cho nên là mình quyết định là mình thay chậu một cái chậu phù hợp cho nó cứng cáp. Rồi xây vòng cây đây nữa rồi mình xuống lên cây thứ 5. Đó, rồi được rồi. Rồi, đây là cây thứ 5 trong video ngày hôm nay nha. Rồi bây xây vòng luôn. Đó. Tất cả các cây là mình đều tháo ghim ra hết rồi nha các bạn. Cây rất là cứng cáp. Cành chi đồ rất là chuẩn ha. Rồi bây đo thông số chiều cao kích thước với bờ rộng tán luôn. 60. Rồi mình thấy 60 rồi. Tán rộng nhiêu? Gần 50 nữa hả? Rồi, tương đối đều, tương đối đồng đều. Bông bắp này nha các bạn. Bông bắp bự ha.
mỗi cây mỗi vị, nói chung mỗi cây mỗi vị. Lô này mình không có bán lẻ nha, mình bán hết 5 cây luôn. Và các bạn có nhu cầu hãy liên hệ đến hai số điện thoại mình vừa nêu là 0794071359 hoặc số Zalo 0849020790 để sở hữu lô 5 cây này nha. 5 cây này giá rẻ thôi. Đó. Từ gốc lên ngọn đều có bông búp hết ha. Rồi. Cái này cốt nó chỉ ngang con cái thôi. Rồi các bạn có yêu mến những cái này thì hãy liên hệ đến hai số điện thoại vừa nêu nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.